Anh em có tin không? Nước lọc trị giá hơn 1 triệu. Đây, bình nước Thảo Kiềm, tốt cho sức khỏe. Chính hãng anh em nhá, bình nước Thảo Kiềm này hóa đơn này, 1.556.000. Khá là nặng luôn. Và mua thì anh em sẽ tặng luôn một sỏi lọc sở thái 1 năm gì đấy. Water apply đấy, đá này, sỏi đá lọc này, Thảo Kiềm này, thành phần này, lợi ích này, hướng dẫn sử dụng này. Đây cái bộ lọc, cái này cũng bị nhá, US Water. Hộp khá là đẹp. Mở ra. Bình này không to lắm anh em, có loại to hơn, dung tích lớn hơn thì đắt hơn. Loại này như 450.000, toàn tiếng Anh luôn. Để chi tiết hướng dẫn sử dụng nhá. Đây có hướng dẫn sử dụng tiếng Việt luôn. Đó, chi tiết những cái chất thành phần tạo nước kiềm, uống nó ngon hơn. Đấy, theo quảng cáo là vậy. Phía của anh này, và cái này là cái kiểm tra xem có chuẩn không, kiểm tra pH này. Tí nữa sẽ test cho anh em xem. Đựng trong một cái túi khá là xinh, túi chống sốc anh em ạ. US Water, đồ Mỹ nên giá nó đắt. Cái bình nhỏ như thế này đắt vãi chưởng. Thực ra đơn giản thôi, nó chỉ là một cái bình thủy tinh và nó sẽ đựng đá ở trong này. Vậy. Cái nắp kim loại vẫn còn nguyên tem nhá, sản phẩm chính hãng này, tem chưa bóc chưa sử dụng. Anh em nhớ mua thì đắt đắt chút, chính hãng cho nó an tâm chống ẩm. Bình thủy tinh này khá là dày luôn, cũng có cái tem luôn. Vặn ra đây, kiểu bình lọc trà ấy. Đây, nó sẽ đựng đá trong này. 304, inox 304 hết, cực kỳ dày luôn nhá. Cách sử dụng như nào? Chai thủy tinh hai mặt chịu lực nhá. Đầu tiên là chúng ta sẽ rót đầy vào lọ và để 30 phút. Lưu ý là anh em dùng nước uống hàng ngày nhá, dùng nước đun sôi để nguội nước lọc, hoặc là đây là mình qua dùng qua máy lọc nước. Lần đầu 30 phút xong đổ đi. Đấy, lần thứ hai cũng đổ đầy 30 phút xong đổ đi. Và đây là mình lần thứ ba rồi. Lần thứ ba là mình sẽ để khoảng 15 phút để cho nó bắt đầu tạo kiềm. Đấy, lúc đầu anh em mua về thì nhớ vệ sinh bình. Thêm 15 phút mình sẽ uống thử. Quảng cáo là kiềm có vị ngon ngọt, dễ uống. Chẳng khoác quái gì nước lọc anh em. Chưa thấy sự khác biệt gì cả. Đổ ra cốc test thử xem chuẩn chưa. 10ml, nhỏ 1 đến 2 giọt. Đây anh em. Nó màu xanh như này. Màu xanh như này đang ở mức 7.0 anh em ạ. Dưới 5 ấy thì chúng ta phải thay lõi. Lấy nước lọc bình thường vào. Đây là nước lọc bình thường nhá. Cho dung dịch kiềm vào để anh em thấy sự khác biệt. Nước lọc bình thường đổ vào này vẫn thế. Điều gì xảy ra vậy? Vẫn màu này anh em. Qua máy lọc nước nó vẫn màu này. Bây giờ thử nước lã nhá. Vẫn màu này. Nước lã này màu nó còn đậm hơn này anh em ạ. Còn đậm hơn này. Nước lã này. Qua lọc máy này. Mình đang dùng lọc máy của Unilever luôn nhá. Cái lõi lọc này thì theo khuyến cáo là 6 tháng đến 1 năm thì thay nhá. Mình sẽ test thêm cái độ TDS nhá của nước. Đây là nước lã này. Nhà mình nước lã đang gọi là chạy trên 150, cực kỳ cao luôn. Nước đã qua lọc máy. Đấy, 9-12 này. Nước kiềm 15-19 cũng tầm vậy. Bây giờ là cách vệ sinh nhá. Thỉnh thoảng một tuần anh em vệ sinh một lần. Vặn cái dưới này ra. Vặn cái này ra. Lật ngược lại nhá, xong vặn ra. Trong này đá lọc thôi mà. Đây. Đổ ra một bát nước vào đấy. Được tặng kèm một gói. Đấy anh em thấy không? Khá là bẩn. Nếu mà dùng một thời gian thì có thể nó bị rong rêu gì đấy nó bám vào đá. Đấy xong ra đổ hết nước đi đây. Anh em nhìn thấy nước nó hơi đục đục đúng không? Đổ hết nước và gặn sạch giữ lại đá thôi. Rửa sạch bình xong lau khô đi thôi. Vệ sinh nó đơn giản chỉ vậy thôi. Đừng ngâm trong nước thì chúng ta sẽ phải thay đá nhanh thôi. Lúc đầu mình làm sai anh em ạ. Đây, anh em bây giờ xem này, nó tím ngắt luôn. Nó phải đạt đến mức độ 10 luôn. Giữa 9 và 10 luôn này. Mình không sóc. Không sóc thì nó sẽ không lên được cái màu như này. Còn nước lọc máy bình thường hay là nước lọc đun sôi để nguội ấy, thì anh em có thể mua chai này về để test nhá. Cũng ở cái mức 6-7 này này. Cũng có một chút kiềm. Thử nước lọc của Bamboo nhá. Sóc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Để 5 phút. Như vậy là tím ngắt đấy anh em. Đấy, nó vẫn chưa tan hết này. pH đang là 9 này. 5 phút lắc là uống được rồi. Bây giờ mình sẽ cho anh em xem chai nước Sprite này. Nước ga. Rất nhiều bọt luôn. Anh em đợi bọt nó tan đi ạ. Đấy, anh em thấy sao? Đây, màu cam luôn. Mức độ 4 này. Acid cực kỳ nhiều luôn nhá. Từ 7 trở xuống thì không nên uống. Một cốc này thì anh em phải cần 32 cái cốc kiềm thì pha vào thì nó mới trung tính, nó mới trung hòa được acid. Nhưng mà anh em đổ khoảng 100ml gì đấy cái cốc kiềm, chỉ cần pha một cốc này là nó sẽ áp đảo luôn. Đấy, thì anh em biết độ acid của nó cực kỳ mạnh. Còn về uống thì nói chung là mình chả thấy khác cái nước lọc qua cái nước lọc máy của mình à. Uống như vậy thôi. Đừng quên livestream của mình tối 11 tháng 12 lúc 10 giờ, chia sẻ hàng nghìn tin rẻ và mã giảm giá ngon siêu to cuối cùng trong năm 2022. Link livestream ở dưới video hoặc trong bio.